Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha. Thì hôm nay mới rảnh thôi, bữa giờ bán ung rất là nhiều xe nhưng mà hôm nay mới rảnh để quay clip cho anh em. Tại vì biết có nhiều anh em rất là hâm mộ MT15. Thì tiện thể đây đâu, mình nói là mình có thu mua lại xe cũ nha. Anh em nào muốn bán xe cũ thì cứ liên hệ mình. Thủ tục rất là đơn giản, anh em có thể lo giấy tờ hoặc là mình lo toàn bộ giấy tờ luôn. Anh em chỉ cần đem xe tới và ký giấy, rất là đơn giản ha anh em ha. Thì đầu quay sơ sơ thì mấy chiếc xe này mấy anh em đã cọc hết rồi đó, mấy xe mấy anh em đã cọc hết rồi. Ninja 300 order 4000 km. Hiện tại con này là phải nói là con can nhất nhì Sài Gòn đây. Ninja 300 4000 km để chân thôi, bản kỷ niệm luôn anh em, rất là đẹp đó, quay là anh em thấy liền rất là đẹp. Rồi thì bữa nay là mình giao MT15 cho một người em ở dưới Phú Yên đó, từ Phú Yên lên đây mua xe. Thì làm xong giấy tờ hết rồi anh em. Thì nếu như không có gì đặc biệt thì con xe này rất là mới, nó vừa rô đai xong và nó mua lúc tháng 11 2020. Giấy tờ cờ vạt là anh đem đi hết rồi hả? Rồi anh giữ hết rồi. Đây anh em mới làm hồ sơ xong mà. Thì là tháng 11 2020. Rất là mới ha, tới mua được tháng mấy à? Mua được tháng mấy thôi. Đó đây cho anh em coi. Màu cam. Chìa khóa chưa sử dụng luôn nè. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp, quay vòng cho anh em xem. Thì con MT15 này anh em ở đây rất là thích và ở bên mình hiện tại cũng đang cháy hàng luôn và không có nhiều đáp ứng cho anh em. Thì một số anh em có như thế này là anh em cọc và chờ rất là lâu đó, cọc và chờ rất là lâu rồi. Rất là mới, mọi thứ không có gì để nói hết. Đây cho anh em coi đồng hồ. Thì so với anh em thì cái con này thì nó sẽ tiết kiệm xăng nè, ngồi thoải mái hơn, nhưng mà bị cái là nó cao, bị cái là xe nó rất là cao. Và lúc đầu cái bạn này á, là tới đây cọc Minh á, con R15, nhưng mà sau thấy MT15 suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì quyết định là chọn MT15. Xe mới quay cho anh em xem. Kiếm những con xe này á, là một phần là cũng cảm ơn mấy anh em chơi xe đã có ý định nhượng lại con xe của mình đó, đem đến cho Minh để Minh mới có những con xe đẹp như vậy. Là đa số những con xe đẹp mà Minh có như vậy á, là một phần là nhờ các anh em á, để lại nhượng lại cho Minh mới có được những con xe như thế này. Rất là quý cái tình cảm đó của anh em, khi mà anh em lên phân khối lớn anh em đã để lại những con xe cho mình và mình vẫn hỗ trợ anh em. Ví dụ anh em mua con xe này một thời gian anh em chán thì mình hỗ trợ anh em là quay đầu, là đổi lại, hoặc là anh em có thể lên phân khối lớn hơn. Nó hiện tại mình có còn Z300 biển số thành phố Hồ Chí Minh nè. Z300 biển số thành phố Hồ Chí Minh là 88 triệu. Đó, rất là đẹp, nhìn đây anh em. Anh em có thể so sánh giữa MT15 với Z300. Thì Z300 thì nhìn nó sẽ hầm hố hơn chút xíu. Sao, có phát biểu không? Có phát biểu vài câu không? Đây là chủ xe của MT15. À, sinh năm 1998, có người yêu chưa? Có rồi. Có rồi, có người yêu rồi. Rồi, con này chở người yêu là y bài luôn. Thôi cảm ơn em đã tới đây chơi với anh ha. Dạ. À, rồi, anh em xong hết rồi, giờ dắt xe về thôi. Thi, dắt xe xuống. Đây. Đây, chìa khóa dự phòng. Chìa khóa dinh để xe. Cà vẹt là anh giữ thôi, em giữ hết ra, còn kia đem về cất thôi. Bộ sơ. Rồi. Sợ mình không có xe đủ đáp ứng anh em, thấy không? Một chiếc xe của em phải chờ rất là lâu mới có xe. Những anh em khác, cái những mẫu xe khác anh em cũng chờ nó rất là lâu, cho nên không có đủ xe á. Và giờ phải đăng lên YouTube năn nỉ mấy anh em có xe đẹp mấy anh em để lại. Có nhiều xe đẹp cái này cũng anh em mà xe đẹp anh em để lại. Chứ nghĩ đi, ta đi mới có 2000 mà ta bán. Thì năn nỉ. Nhiều xe hiếm lắm mà phải săn thôi à. Với lại những anh em tới đây người ta cũng đàng hoàng á, người ta đâu bao giờ mà dám bán xe mình ấy đâu, xe này xe nọ đâu. Ta bán xe ngon, xe người ta đi ta giữ kỹ nó, xe em giữ kỹ đó mới bán.
Coi chừng nó hết xăng đó em. Hết xăng đúng không? Hết xăng rồi. Lấy xăng con Ducati bỏ qua. Hết xăng rồi, hết xăng rồi. Đây hơn em là trước ảnh có, trước em có R15 này đúng không? Đó, R15 của ảnh là đẹp không? Đó, giờ ảnh mua thêm con MT15 là anh em biết ý đồ ở gì, chở bạn gái đi chơi. Đó, R15 của ảnh. Rồi giao xe. Rồi bye bye anh em nha. Cầm máy mà. Rồi, bye bye anh em. Về nha. Ok rồi. Rồi. Mấy cái bồ không xước luôn ta. Bồ mới kèn luôn ha, không xước gì hết. Mua xe lúc đầu anh vô anh thấy đăng ký thấy 11 anh cũng hết hồn. Anh hết hồn luôn. Rồi. Vừa đúng đó, vừa đủ tầm em rồi đó. Ok. Con này đề xuống gì nó không giống như R15. Đề xuống. Rồi. Đâu, nút đề đó nè, nút đề này là nó khác R15 này nha. R15 là mình bấm cái kia, còn này là đè xuống. Không? Rồi không thích thì đè lên. Đó thấy chưa? Đè xuống. Đó, vậy thôi. Rồi bye bye. Đi cẩn thận nha. Giờ chạy về Biên Hòa đúng không? Bye bye. Đó. Anh em thấy không? Thì á, nhiều anh em nhắn tin mình á, mình họ chưa có trả lời được. Bởi vì sao? Bởi vì một lý do là anh em cũng thông cảm. Tại vì mỗi khi anh em tới đây là mình phải tiếp những anh em, thì mình không có đọc được nhiều tin nhắn. Có thể anh em gọi trực tiếp cũng được, hoặc là anh em tới trực tiếp cũng được. Nhưng mà anh em phải nhắn tin Zalo cho mình trước, để mình biết, để mình sắp xếp, mình đón anh em. Nhiều khi anh em tới á, mình không có ở nhà, mình không có đón được. Đó. Có thể anh em tới 10 giờ, 11 giờ cũng được. Thì hiện tại là mình đang ở trên lầu 3. Đó thì anh em tới 10 giờ hay tới khuya cũng được, cũng không sao, thì mình xuống mình tiếp đó. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình cố gắng tìm thêm nhiều xe đẹp để cho anh em chơi. Ở ngoài đây nắng quá, vô đây nói chuyện không? Ngoài đây nắng quá, nắng nó nhăn mặt. Đó. Thì hiện tại thì mình còn có Z300 mà. Z300 với lại Ninja mà anh em nhiều khi á, xe đi lúc nào không biết nữa. Nói chung là anh em tự nhiên đang quay clip nè, tự nhiên lát có anh em đi ngang qua, anh em thăm mấy anh em thấy, mấy anh em đem về luôn. Đó cho nên nhiều khi anh em khác lên á, không có xe cũng thông cảm nha. Nhiều khi mà anh em lên mà không có xe bán cho anh em thì cũng ngại. Có nhiều anh em ở rất là xa luôn thì mình cũng ngại, thì anh em thông cảm cái đó. Thì nói chung là những anh em tới thì mình sẽ tiếp, cố gắng tiếp nồng nhiệt hết nhất có thể. Đó, như những anh em nãy tới thì mình cũng có những món quà nho nhỏ từ tiền YouTube. Đó, mình tặng cho mấy anh em một món quà nho nhỏ. Nói chung anh em nào tới đây cũng có một món quà nho nhỏ gọi là tri ân kỷ niệm của mấy anh em mình đã gặp nhau đó. Có cái duyên mới gặp nhau. Tại sao những anh em không mua xe chỗ khác mà mấy anh em lại mua xe bên mình, thì đó là một cái duyên thôi. Thì cái duyên tới thì mình phải đón tiếp anh em nồng hậu đó. Còn nhiều anh em không có nhắn tin được thì anh em nhắn tin nhiều khi á, bị trôi á, nhiều quá nó bị trôi, anh em thông cảm nha. Cái này nói hơi ngại mà anh em thông cảm cho mình. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại ở những video clip sau. Hy vọng những anh em xem kênh của mình